What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay cũng như đã hứa, mình sẽ cùng 500 anh em mổ bụng con này xem thử phía bên trong cái cấu tạo của nó sẽ như thế nào và cái chất lượng của bên trong của nó sẽ xem thử có ok so với lại cái tầm tiền không nhá. Nào, không nói nhiều nữa, let's go. Cái đầu tiên để mà mở con này ra thì chúng ta phải bỏ cái top của nó ra. Đây. Ở phía dưới cái top thì chúng ta sẽ thấy được các cái con ốc của nó nằm ở phía dưới một số các cái hàng keycap. Chúng ta sẽ khui nó ra. Có rất là nhiều ốc ở phía dưới đây. Chúng ta sẽ xui những cái keycap mà chắn những con ốc này. Ok, như vậy là mình đã tháo các keycap mà vị trí của nó có đặt những cái con ốc. Thì như các bạn thấy đây, con này nó được trang bị rất là nhiều ốc luôn. Mình đếm sơ sơ chắc phải cả chục con ốc luôn á. Từ xung quanh cho đến ở giữa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở các con ốc này ra nha. Ok, sau khi mở hết ốc ra rồi thì chúng ta có thể nhấc được cái bảng mặt của con này ra. Đó. Sau khi nhấc ra thì mình thấy rõ ràng là cái dây của nó làm hơi ngắn. Nên là các bạn nhấc ra thì nhớ phải cẩn thận nhé. Đó, rút được cái dây pin ra rồi. Ok, đây, plate thép cho nên cầm lên cực kỳ là nặng và chắc tay luôn. Tôi sẽ xem thử qua cái mặt PCB trước nha. Cái mặt PCB của con này thì hot swap 5 chân. Tuy nhiên thì cái hot swap của nó nhìn cũng khá là lạ so với những cái thằng khác. Đó. Và nó cũng không có cái tên tuổi gì cả. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy được mặt của nó sẽ là mặt sơn màu đen làm khá là đẹp. Các đường đi mặt của nó nhìn cũng cực kỳ là sạch sẽ luôn. Rất là chỉnh chu. Ok, ngoài ra thì chúng ta thấy không có cái điểm gì mà bất thường cả. Mặt sạch, hàn đẹp. Đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đây là cái foam nằm ở giữa PCB và plate. Chúng ta thấy là plate của con này cũng cực kỳ là dày. Đó. Ngoài ra thì nó còn có một cái tấm switch pad nữa. Pad hơi bóng bóng ở đây. Đó. Cái này thì chúng ta phải mở cái mặt ra để chúng ta mới thấy được cái tấm switch pad của con này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có một cái tấm forearm nữa. Rất là dày. Để lót đáy giúp cho cái bàn phím này nó không có bị rỗng. Nên khi mình gõ thì không có cảm giác rỗng thật. Con này nó làm cực kỳ là chắc luôn. Cái foam này thì nó kiểu như nó đặc á. Cho nên mình bóp vào thì hầu như không có cái độ nhún. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cục pin. Mà không rõ là cái cục pin này nó là bao nhiêu nữa. Chỉ thấy một cái băng kia 3M ở đây thôi. Thì mình gỡ ra xem thử có. Không thấy có thông số gì luôn. Băng kia 3M này hình như là để dán. Và theo như nhà sản xuất công bố thì nó sẽ có cục pin khoảng 3000mAh. Và con này nó sẽ là cái kiểu chay mao các bạn nhé, không có, tức là nó sẽ gắn liền mặt với lại trong cái phía đáy luôn. Đó, lên những cái ngàm như thế này, cái mặt của nó sẽ được gắn vào đây. Không có phải là dạng gasket, là không có thông qua cái những cái giá đỡ trên mặt, mà nó sẽ được gắn chặt vào trong cái lỗ ốc đây. Đó, để đỡ cái mặt này luôn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không có cảm giác kiểu như nhún nhảy hay là rung lắc gì. Mà nó chỉ hoàn toàn là cứng chắc luôn. Cái này thì nó còn, cái này thì điểm mạnh hay điểm yếu thì còn tùy gu của mỗi người nha các bạn. Có người sẽ thích kiểu cứng cáp như thế này, nhưng mà có người thích theo cái kiểu dùng nhún nhảy thì nó sẽ êm ái mượt mà hơn. Với lại cái kiểu nhún thì cái lực của nó sẽ đều hơn. Ok, như vậy thì về cái vấn đề móc lại con này thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ mở ra hết tất cả con ốc ra thì chúng ta sẽ lấy được mặt. Vậy chúng ta có thể mở cái này ra luôn để chúng ta có thể tắt cái phần PCB và lại cái phần plate. Và như mình thấy thì con này chắc cũng không có cần móc gì thêm nhiều đâu. Nếu các bạn thích thì có thể tiếp móc thêm thôi. Chứ còn thực ra thì nó cũng khá là ok rồi. Nó cũng trang bị cho chúng ta đầy đủ các thứ rồi. Về cái phần đáy thì mình thấy nó lót foam kín mít rồi. Không còn chỗ nào để mà lót nữa đâu. Mình thấy nó cái foam nó vừa đủ vừa khít với lại cái khuôn của đáy luôn. Còn nếu mà cái độ pin thì mình nghĩ các bạn cũng không có độ được đâu, tại vì cái phần cây ở dưới này nó đã kín rồi, nó không có làm lỗ để chúng ta có thể độ pin thêm.
Về lắp lại thì nó cũng cực kỳ đơn giản luôn. Đây, chúng ta lắp lại, gắn dây vô rồi vặn ốc vào, thế lắp cái cáp vào, thế là xong, cực kỳ đơn giản. Con bàn phím này thì có giá khoảng hơn 800.000 mà nó đã được build cực kỳ ngon như thế này thì mình nghĩ nó rất là đáng tiền đấy. Nếu mà anh em mua chưa xem video review thì mình đã có review chi tiết con này ở phía ở một cái video trước đó rồi. Còn nếu anh em muốn mua thì hãy cứ nhấp vào cái link ở trong phần mô tả của video nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.